Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã nhìn thấy ở đây là một chiếc lồng mi giả tứ xuyên. Đó. Thì với chiếc lồng này thì các bạn ngoài việc nhốt mi là chủ yếu thì các bạn có thể là dùng nhốt chòe than cũng được. Vì hiện tại nhà mình vẫn đang chơi dùng nó để nhốt chòe than và họa mi. Size mình đặt ở đây là 35. Mình quay gần lại một chút cho các bạn xem. Thì lồng được làm bằng xúc cật khá là kỹ, các bạn nhìn thấy ạ. Và cái giá lồng này thì hiện tại mình đang bán với giá là từ 550.000 đến 600.000 một chiếc. Đó. Và ưu điểm của những cái lồng này ấy, đó là nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoáng, đấy, rất là thoáng chim. Các bạn có thể dùng thuần chim mọc hoặc là sách chim thuần đi chơi, nó rất là thoáng nhẹ nhàng, gần hơn một chút. Đây nó, đấy, các bạn có thể thấy đấy. Có thể rất thích hợp với việc đặt bàn hay là xách lên rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Cửa mở lên rất là dễ. Đây là cái bàn bàn chiến của nó này, bàn cho chim lên chơi đấy. Đó, nhìn thấy kỹ hơn một chút, đúng không ạ? Thì theo chiếc lồng này ấy, nó còn có thêm cả cái áo. Cái áo như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì áo này thì cũng may hai khóa, kiểu giả tàu. Đấy. Rồi các bạn đang nhìn thấy đây mình ấy tạm vào một chút thôi. Đấy nó có hai khóa này, các bạn có thể vén lên mặt trước này, rất là tiện lợi, đúng không ạ? Nó có thể kéo xuống này, đó, kéo xuống. Bài này thì phải thun đấy, kaki cũng rất là đẹp đấy, tối. Đấy. Thứ hai là nó có sẽ có cái khay khay nhựa này để ứng phân này, rất là sạch sẽ. Vậy thì bạn nào mà có nhu cầu những chiếc lồng mi giả tứ xuyên này thì liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944114410 hoặc là liên hệ qua Zalo, Facebook của Chim Cảnh Đất Việt. Đấy. Thì các bạn có thể tìm bằng số điện thoại vừa rồi hoặc xem thêm trên trong web của mình là www.chimcanhdatviet.com. Thì hiện tại thì mình đang ở 274/29 nhà số 7 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Thì bên mình có ship hàng toàn quốc. Cụ thể hơn thì các bạn cố gắng là cứ liên hệ với Zalo, Facebook của mình hoặc là trực tiếp qua số điện thoại 0944114410 hoặc là tìm bằng cái tên Chim Cảnh Đất Việt ở Zalo và Facebook. Đó. Mình thì chủ yếu là bán chim họa mi là chính. Và đây là những chiếc lồng mà mình vừa chơi, mình vừa bán thêm. Đấy. Và đặc biệt là rất thích những mẫu lồng như thế này. Nó rất là nhẹ nhàng, gọn gàng. Đấy. Thì rất mong là các bạn có thể là ủng hộ mình hoặc là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào tất cả các bạn.